xếp ở các vị trí thứ 3 và thứ 4. Như vậy là trận đấu bắt đầu với quyền kiểm soát thuộc về cầu thủ Thăng Long Warriors. Một big man đó là Tim Will để đối phó với John Fields. Nguyễn Huỳnh Phú Vinh tình huống thả rổ đem về điểm số đầu tiên cho các cầu thủ Sài Gòn Heat. Rất hay. Phản công với Kencho Buckley rất khó cho Thăng Long. Đây là Kencho Buckley và hai điểm cho KB. Giờ là lúc để các cầu thủ Thăng Long Warriors bắt kịp. John Fields xoay người. Không thể thuộc về John Fields và Sammy Swain. Tốc độ trận đấu trong những phút đầu tiên diễn ra rất nhanh. John Field với pha úp rổ và có điểm đầu tiên cho Thăng Long Warriors. Tỷ số lúc này đang là 4-2. Cơ hội cho Thăng Long Warriors. John Field, Lê Hiếu Thành, John Field xin bóng, Buckley chưa về. Khoảng trống mở ra cho Tuấn Anh. Tuấn Anh ném 3. 3 điểm được ghi cho Thăng Long Warriors. Về điểm số thì huống vừa rồi. Một tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Kendro Buckley. Và đây là John Field với sức mạnh của mình. Liên tiếp là những điều đó không phát huy một tác dụng nào cả trong pha bóng này. Nếu như Kencho Buckley không có mặt ở phần sân nhà thì vẫn sẽ rất khó cho Sài Gòn Heat để có thể tiếp tục có những pha oanh tạc. Lại là John Field đường chuyền cho Lê Hiếu Thành. Alley-oop một highlight của cầu thủ Thăng Long Warriors. Nhằng phản công nhanh lại là John Field cầm bóng. Có hai người kèm và anh quyết định kép ra cho Lê Hiếu Thành. Điểm số thứ 12 dành cho có lẽ là khá lâu rồi. Dư Minh An và bạn sang phải vẫn là Dư Minh An. Những tranh cướp rất quyết liệt. Hassan Thomas có được rebound và hai điểm cho Hassan. Điểm số đầu tiên của Hassan Thomas. Chúng ta sẽ trông chờ những điểm số tiếp theo của John Fields. Đường truyền cho Justin Young. Justin Young một tình huống hook shot nhẹ nhàng bằng tay phải của Justin. Dư Minh đang xin bóng. Buckley làm gì đây? Buckley qua rồi, một cú thả floater rất đẹp của Buckley. Sài Gòn Heat đang có một mạch tổng có tư thế tốt cho Đặng Thái Hưng. Còn Kencho Buckley thì có một thế khoái khẩu và không có lý do gì mà không có hai điểm cho KB. Trong khâu đóng gói sản phẩm, Trường Hoàng Trung, John Field xin bóng. John Field và Hassan. John Field cảm thấy đánh được và đó là cảm giác chính xác của anh. Anh và Hiếu Thành lúc này Long Warrior đã ném 2/7 rồi. Trực Nhân và drive kick của Trực Nhân. Phú Vinh có khoảng trống. 3 điểm được ghi từ Nguyễn Huỳnh Phú Vinh của cầu thủ Sài Gòn Heat, nơi mà sẽ chỉ có 7 hoặc 8 cầu thủ tốt nhất thường xuyên được ra sân. John Fields với một cú ném xa. Một cú ném xa chính xác. Nếu không nhầm thì đó là cú ném xa thành công đầu tiên của John Fields ở mùa giải năm nay. 30 giây. Sài Gòn Heat liệu có thể làm gì để rút ngắn. Cú block tới từ John Fields. Đây là hiệp đấu của John Fields the third. Nếu có danh hiệu MVP của hiệp 1 thì tôi sẽ trao cho John Fields. Sẽ cố gắng làm lại. Vẫn là Hoàng Long trước mặt. Buckley step back và ném 3. Đẳng cấp của Kencho Buckley. Và giờ thì block một lần nữa reset về con số 14. Kencho Buckley, một bài phong biến quen thuộc của cầu thủ Sài Gòn Heat. Nhưng John Fields để thực hiện cú block thứ 2 trước mặt số 24 bên phía Sài Gòn Heat. Và đây là cú ném từ góc không đổ chuẩn tới từng mm. Đó là Tuấn Anh ở hiệp đầu tiên. Trong khi John Field chơi rất nổi thì Swin vẫn chưa có điểm nào. Lên rổ thành công. Thành công đã mang về điểm cho Thăng Long Warrior. Thiếu người ở trận rebound. Team Will rất nhanh có điểm cho team Cá Voi. Tới tay của Justin Young. Thêm một tình huống cho tay phải và thêm một lần nữa Justin Young lại đem về điểm số. Giữ sức để tấn công. Anh thủ tương đối là vừa phải và sức lực của Kencho Buckley sẽ để dành cho những highlight như thế này. Lại là khoảng trống dành cho Tuấn Anh ở góc không độ. Nhưng lần này cú ném thiếu tay, có rebound từ John Fields. Rất khó, nhưng John Fields dí ra ngoài. Cuối cùng thì đến pha tip in thứ hai cũng có điểm cho Thái Quang. Trương Hoàng Trung. Và phối hợp giữa Thái Quang và Trương Hoàng Trung. Và xoay trở cận rổ thành công. Và dứt điểm bằng tay trái rất ảo diệu thành công. Lúc này điểm không thành công. Đường chuyền nhanh của Trung Trương. Lên rổ. Và tiếp tục là hai điểm cho Thăng Long Warriors. Những cầu thủ. Và chạy bài hay của các thủ Sài Gòn Heat. Nhưng cú ném thì không ổn. Không sao cả. Vẫn còn Kencho Buckley. Có thì bao tấn công và thêm một. Tuấn Anh. Cú ném của Lê Hiếu Thành. Điểm số thứ 36 dành cho cầu thủ Thăng Long Warriors. Lực lấy rebound nhưng đó lại thành một pha thiệt đơn thiệt kép.
Kenzo Buckley bóc quả. Món quà đến từ Thành Thả. Sammy Swin. Cú ném đi hơi mạnh, bóng vẫn còn cho cầu thủ Thunder Warriors và đây là Sammy Swin. Tốc độ của Sammy Swin trước John Phil. Kenzo Buckley đợi sẵn và không phải cú úp rổ. Kenzo Buckley tạm trì hoãn cầu cho Tuấn Anh. Đồng hồ của hiệp 2 bắt đầu đếm giây. Buckley không thể có steal và đó sẽ là cơ hội cho Sammy Swin. Buckley không cướp được bóng và hàng thủ của Sài Gòn có thể lên thành 12 hoặc 13 trong tình huống này. Bị double team, quyết định truyền bóng khoảng trống. Long Lu bị block, vẫn còn một đội ghi 32 điểm thì anh ghi 23 điểm. Nhưng lúc này thì Sài Gòn Heat đang gặp nhiều khó khăn và những khó khăn đó sẽ lại càng tăng thêm với cú ném chính xác này. Anh chỉ kém một điểm so với John Fields mà thôi. Đó là sẽ là sự xẻ lửa mà các cầu thủ Sài Gòn Heat rất cần ở Phú Vinh. Phú Vinh có điểm số, có and one. Tiếp tục Kendrick Buckley. Khi mà những nội binh của Sài Gòn Heat chưa có thể. Vừa rồi là điểm số thứ 26 của cầu thủ này. Tuấn Anh mới được chuyền cho John Fields. John Fields dứt điểm rất nhẹ nhàng bằng tay phải. Và có lẽ cũng sẽ phòng ngự sát hơn ở những thời điểm quan trọng như Crunch Time. Team Wales với cú gõ bảng tốt điểm cho team Cá Voi. 8 điểm dẫn trước. Tình huống tấn công nhanh rất tốt của team Wales. Justin Young và Hassan. Là cú thả rổ tốt của Justin Young. Kendrick Buckley có điểm trợ từ Phú Vinh. Trước mặt anh vẫn đang là Hiếu Thành. Phú Vinh có khoảng trống, có lợi thế về chiều cao nhưng anh quyết định truyền đi. Quyết định không thì cũng đang khiến cho Hassan cảm thấy mình đỡ tủi ở trên sân. Kendrick Buckley thì thật khó cho Justin Young. Đáng lẽ là Justin Young có lẽ nên bỏ đi thì hơn. Cái ôm đã quay lại trận đấu. John Field đã bắt đầu gặp khó ở khâu tấn công. Còn Kendrick Buckley thì làm tất ăn cả. Buckley với cú úp rổ hai tay. Sau diện của Kendrick Buckley siêu nhân. Trong trận đấu này mà 4 cầu thủ của Sài Gòn Heat phòng ngự và để giành đất phản công dành cho Kendrick Buckley. Trên Hoàng Trung rất cố gắng nhưng chỉ riêng việc bắt kịp Buckley thôi cũng đã là quá khó rồi, chưa nói tới phòng ngự. Dù sao thì Trên Hoàng Trung cũng đã có ném càng chật. Đồng đội cứ ném thế này thì Buckley có lẽ cũng phải nói là à lôi mà thôi. Đến lượt thằng Long Warriors vẫn đang loạn choạng và trái bóng đến với tay của John Fields. Một pha úp rổ của Fields. Sài Gòn Heat. John Fields. Đây là Sammy Swin. Có thể kích ra. Hiếu Thành góc không độ chống trải. Và bóng lăn hai vòng trên vành rổ trước khi đi xuống. Để Hiếu Thành đã có 9 điểm. Pha mất bóng của Hoàng Tú. Sammy Swin. Swin thì đang thực sự là một nốt trầm ngày hôm nay của Thăng Long. Kendo Buckley kiến tạo cho team Wales. Không thể bỏ lỡ cơ hội được. Nhiều điểm như kỳ vọng. John Fields. Dứt điểm rất tốt. Rõ ràng là team Wales có mặt. Tất nhiên là cũng rất khó cho Will khi phải đụng mặt với John Fields. Đây là cơ hội để ghi điểm. Rất tốt. Tiếp tục là pha ghi điểm của team Will. Cũng không thành công. Rồi vào tốt của San Thomas đường truyền. Team Will. Lại là team Will 6 điểm liên tiếp dành cho cầu thủ mang áo súng. Vẫn là Swin. 10 giây thôi. Vẫn đang bí. Lê Hiếu Thành. Lê Hiếu Thành tung ra cú ném quá khó trước mặt Buckley. Và đây sẽ là cơ hội cho Sài Gòn Heat. Hoàng Tú. Buckley xin bóng. Buckley ở cận rổ. Sài Gòn Heat đang có một Kendrick Buckley hoạt động với công suất tối đa. Trận thi đấu tại VBA 3-3 cho đội U20. Sammy Swin. Swin gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn có điểm cho Swin. Cũng phải như vậy. Lúc này, tức là mỗi khi anh có mặt trên sân thì Sài Gòn Heat ghi điểm nhiều hơn đối thủ 7 điểm. Phú Vinh cũng giống như hiệp 3 thì tình huống rất bằng Kendrick Buckley. Ghi điểm không tốt mà Thăng Long Warriors vẫn không thể chiến thắng thì quả thực đó là thảm họa đối với Thăng Long. Và ngay lập tức Lê Hiếu Thành đã đáp trả. Và thủ thủ rất tốt. John Field xin bóng sau lưng là Buckley. Và chạy cắt của Justin Young. Lên rổ tốt và điểm đi cho Justin Young. Win. Có lẽ chúng ta hiếm thấy trận nào mà đến hiệp 4 Sài Gòn Heat mới ghi được có 57 điểm. Còn Sammy Swin mang về điểm số 66. Lần nữa thì có lẽ là huấn luyện Mark Van Pelt sẽ phải tính tới chuyện hội ý. Cú dứt điểm từ xa thành công của Hassan Thomas. Không biết là đấy chắc chắn là trận ném tệ nhất của Sài Gòn Heat từ đầu mùa. Đột phá và kích ra. Đây là Tuấn Anh. Ngay lập tức là câu trả lời của Tuấn Anh. Nhưng Hiếu Thành lại bao pass.
Hassan Thomas gõ điểm cho Hassan, anh cần phải lên tiếng nhiều hơn. Thì đã trở lại rồi, có vẻ như anh có bộ sạc siêu tốc. Justin Young lại là pha xoay người và thả rổ chính xác. Những cú thả rổ của Justin Young ngày hôm nay như thể là một dưới sân thì nhiều khả năng Swin sẽ được mở khóa. Trước mắt thì anh vẫn sẽ phải cố gắng qua Zubigan. Zubigan không dám thủ quá gian và đó là cơ hội cho Swin. Lê Hiếu Thành đột phá, cố gắng lấy 2 điểm và có 2 điểm cho Lê Hiếu Thành. Một ngày mà Hiếu Thành và không kèm thì Hassan cũng phải chuyền đi chứ không dám ném nữa. Kencho Buckley, đây là thời điểm mà Buckley cần phải lên tiếng nhưng khó rồi. Đôi vai của Buckley có vẻ đã mỏi chăng? Chưa, vẫn chưa mỏi. Anh vẫn có một cú block. Để công nhận dành cho cầu thủ Sài Gòn Heat. Buckley có bóng nhưng lần này không mắc sai lầm nữa. Hassan Thomas đường chuyền cho Phú Vinh, trả lại Buckley, có khoảng trống, tay trái của Buckley ném sọt và đỏ khi bước vào 3 phút 30 giây cuối cùng. Đường chuyền lại là thành công và lần này thì đã có điểm với pha lên rổ bằng tay trái của thành công. Không thể chuyển đang chạy bóng. Đây rồi, sẽ là cơ hội cho Buckley, có điểm cho Buckley và chạy chỗ rất được chuyển bóng từ tốn. Warriors không vội vàng, họ sẽ để thời gian trôi thật lâu. Trương Hoàng Trung ném ba nhưng đã bị block bởi Kencho Buckley. Buckley vẫn đang cố gắng vào tấn công và thằng Long Warriors sẽ lại có cơ hội để đốt thêm thời gian. Pha mất bóng của Thái Quang, tình huống một mismatch mà anh rất muốn có. Chuyền sang Trương Hoàng Trung, step back ném 3 điểm ở dưới cuối cùng và đó có vẻ như sẽ là dấu chấm hết cho Sài Gòn Heat trong trận đấu ngày hôm nay. Trương Hoàng Trung đã ném trượt toàn bộ 5 cú dứt điểm của anh trước đó, nhưng ở cú dứt điểm cuối trận, một cú dứt điểm ở quãng thời gian crunch time, thì anh lại đem về 3 điểm. Cú ném sọt của Trung Trường, một ứng cử viên rất nặng ký cho danh hiệu Most Improved Player of the Year, cầu thủ tiến bộ nhất năm. Hiệp vui còn Sài Gòn Heat gặp Thăng Long Warrior và trận đấu khép lại ở đây. Chiến thắng cho Thăng Long Warriors trong trận cuối trên sân nhà, đánh bại Sài Gòn Heat. Đây có thể coi là một trong trận hay nhất của John Fields và các đồng đội trong mùa giải hôm nay. Còn Kencho Buckley, anh vẫn rất hay với 40 điểm. Nhưng trong một ngày mà Sài Gòn Heat